Xe Tour Sa Nhai T1 có tất cả 3 phiên bản với mức giá từ 509,48 đến 575,30 triệu đồng. SUV Hybrid cắm sạc này được thiết kế theo phong cách vuông vức và sở hữu thân xe chịu lực. Sa Nhai T1 được trang bị các tính năng vượt địa hình ấn tượng, bao gồm góc tiếp cận 28 độ, góc thoát 29 độ, khoảng sáng gầm 200mm, và khả năng lội nước lên đến 600mm. Về ngoại hình, xe mang phong cách hộp vuông tương tự mẫu xa nhai T2, với điểm nhấn là lưới tản nhiệt có thiết kế hình cánh hoa và đèn pha sâu hơn, cản trước đen tạo vẻ chắc chắn. 706mm, rộng 1967mm và cao 1845mm, cùng chiều dài cơ sở lên tới 2810mm. Phần đuôi xe có thiết kế đèn hậu ấn tượng, kết hợp chi tiết trang trí tương tự lưới tản nhiệt và cản sau chắc chắn. Z-Tour còn giới thiệu bộ phụ kiện off-road độc quyền, cho xa nhai T1 bao gồm lưới tản nhiệt, vòm bánh xe, tấm ốp cửa sau, giảm sóc nitơ, giá nóc và đèn pha trên nóc xe, đáp ứng sở thích địa hình của người dùng. Không gian nội thất của Z-Tour xa nhai T1 mang phong cách sang trọng với bảng điều khiển có đường khâu tinh tế, màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch và bảng đồng hồ LCD hiện đại. Xe còn có trang bị công nghệ tiên tiến như sạc nhanh không dây 50W, cổng sạc nhanh tiếp c 60 w cho cả hàng ghế trước và sau cùng nhiều chức năng an toàn như cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động và cảnh báo trạch làn đường. Ghế trước được trang bị tính năng chỉnh điện, sưởi và thông gió, cùng chế độ giường nằm và không gian hành lý rộng rãi với thể tích khoang chứa đồ chìm 45 lít. Ngoài ra, xe còn được trang bị tủ lạnh mini, máy chiếu, hệ thống giải trí s 2.0 với hơn 50 kịch bản du lịch và hơn 15.000 hành trình khác nhau. Zeturza nhai T1 sử dụng công nghệ CDM Hybrid, siêu tiết kiệm của Cherry Kumpang với động cơ Hybrid 1.5 TD, có công suất cực đại 156 mã lực và mô men xoắn cực đại 220 Nm. Động cơ điện có công suất tối đa 204 mã lực và mô men xoắn cực đại 310 Nm. Zeturza nhai T1 là 1,08 lít trên 100 km, theo tiêu chuẩn WLTC. Xe có thể đạt phạm vi chạy điện 150 km và tổng phạm vi kết hợp lên đến 1.300 km, với khả năng sạc nhanh từ 30% đến 80% chỉ trong 30 phút ở điều kiện nhiệt độ.